Kiếm tiền nghề dịch nào. Spin. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Im mà xem nào. Ôi trời, không phải 10 đồ, im mà xem nào. Cái ngủ tên. Nào, mỗi anh em một cái. Ôi trời, không phải đấy. Từ từ chứ, nào bố bảo từ từ nào. Nào ngồi vào, ngồi ra đây. Anh ngồi xuống đây. Nào đây, mỗi anh em bấm một lượt nhá. Chơm chết gì được. Bấm mạnh mới chứ, đi ra tay con thế nào đấy. Đấy, được rồi nào. Xong cái sau con bấm. Đấy, được, con đang quay cho con. Bam. Cái sau đây anh bấm, cái sau đây là anh. Đấy. Bấm đi. Con. Con mà. À hết rồi nào bố bảo. Đây. Chứ bây giờ chơi hộp quà. Đúng rồi, chơi hộp quà. Đấy, bấm đi. Được đấy. Không. Đúng rồi. 45 đồng. Bấm đi. Thế nào mà bấm đi. Đúng rồi. Chưa. Rồi. Bấm cái nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, bấm tiếp đi. Được. Tiếp. Đấy. Nữa dưới kìa. Đấy, đúng rồi. Ôi thôi. Bấm lại. Rồi. Tôi. Anh ngủ. Anh ngủ. Đi muốn mở tiếng cho. Rồi. Tiếp đi. Ơ, hết đâu con? Dạ. Ừ. Em có hết đâu. Rồi, kìa cái nữa kìa. Ok. Thế nào có đi được chưa? Đấy, mới được có 10,03 đô thôi. Sắp rút được rồi. Chưa làm đi đã đủ mà rút con, phải mới hôm nữa mới rút được. Ok, thế thôi.